Tập 21. Có phải em có nỗi khổ gì không? Nếu như vậy, anh càng không có lý do rời đi. Giờ bận quá. Tôi nhìn vào mắt của anh, tôi khó mà mở miệng. Cầu xin anh, cầu xin anh quay đi. Lần đầu tiên, anh ta nắm điểm yếu học lực của tôi, đe dọa tôi. Sau đó tôi hoàn tưởng có thể chung tình. Mỗi ngày liều mạng khống chế tình cảm của mình dành cho anh, ủy khuất cầu toàn nhẫn nhịn, nuốt nước mắt. Nhưng mà anh ta trêu đùa tôi. Tôi hận anh ta. Tôi hận muốn chết đi được. Nhưng vào lúc này, anh lại xuất hiện, đem đến cho tôi một giấc mơ tươi đẹp. Nhưng sao tôi xứng đáng chứ? Tôi chỉ muốn giữ lại một ký ức thanh xuân thanh thuần ở trong lòng anh thôi. Tôi dự định lặng lẽ về nhà. Nhưng ngày này sang ngày khác, nhìn thấy dù giàu mà anh để lại cho tôi không nỡ đi. Tại sao anh cứ phải tặng dù cho tôi chứ? Tại sao chứ? Anh không biết dù đại diện cho sự ly tán sao? Em nói cho anh biết rốt cuộc người đó là ai. Mặc kệ hắn là ai, tôi cũng không xứng đáng tiếp nhận sự quan tâm và yêu thương của anh. Anh đi đi, anh đi đi. Thu Nguyệt, gả cho anh đi. Anh biết anh không có bao nhiêu tiền. Rời khỏi Thượng Hải, trở về quê An Huy, cuộc sống của chúng ta sẽ càng túng thiếu hơn. Gả cho anh đi. Em đang nằm mơ sao? Anh nói cho em biết, em đang nằm mơ sao? Chẳng những anh không trách em mà anh còn cưới em. Những thứ đó không phải là lỗi của em. Anh chỉ muốn đi cùng em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta rời khỏi Thượng Hải, quên hết những chuyện đó. Em đồng ý. Chỉ cần ở cùng anh, em đồng ý tất cả. Thu Nguyệt, anh yêu em. Chúc mừng chị Thu Nguyệt. Chúc mừng nhé Thu Nguyệt. Cho cậu. Thu Nguyệt, cậu và Khang Diễn thật sự ở bên nhau rồi à? Tôi còn tưởng Khang Diễn chỉ nhiệt huyết nhất thời. Xem ra điều đặc sắc nhất trên thế giới vẫn là kết cục mà mãi mãi chúng ta không dự đoán được. Cảm ơn Nana, cậu vẫn biết ăn nói như vậy. Thu Nguyệt, sao đột nhiên cậu lại lấy chồng vậy? Còn gả xa như vậy? Và lúc thích hợp, gặp người thích hợp thì mình gả đi thôi. Thu Nguyệt, mặc dù chúng tôi đều hy vọng của hạnh phúc, nhưng bây giờ vẫn có hơi không nở. Tôi cũng không nở xa cậu, không nở xa Cẩm Dinh, cũng không nở xa các chị em. Đời này không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Chủ tịch, xin chào. Chủ tịch, xin chào. Chủ tịch, Thu Nguyệt, chúc mừng cô. Chủ tịch, xin cảm ơn. Khang Diên là bạn học của Nana, chúng tôi cũng rất thích cậu ấy. Nhân phẩm cậu ấy rất tốt. Nếu như là chuyện lớn trong đời, phát thiệp mừng đã theo cô ấy về quê, có đường đột quá không? Đúng vậy Thu Nguyệt, tôi biết cô không thích Trương Dương, nhưng ít nhất cũng phải bày một bàn tiệc để đồng nghiệp trong công ty chúc mừng hai người. Đúng vậy. Thôi đi, ý tốt của mọi người tôi xin nhận. Khang Diễn nói anh ấy muốn về quê tổ chức tiệc, nên tôi nghe theo anh ấy. Cô chưa gả đi mà đã phu sướng phụ tùy rồi. Nếu như cô đã tìm được một nơi tốt, chúng tôi cũng chúc phúc cho cô. Cẩm Dinh là nhà mẹ đẻ của cô, hoan nghênh cô trở về bất cứ lúc nào. Cảm ơn chủ tịch. Mấy năm tôi ở Cẩm Dinh là thời gian tôi vui vẻ nhất. Vậy cô cũng phải bảo trọng. Cảm ơn bà. Vậy tôi đi trước. Tôi tiễn cô.
Chúc mừng cô nhé. Liên Tâm, tôi đã nói với Khang Diễn rồi. Anh ấy nói gì? Anh ấy không những tha thứ cho tôi, còn cầu hôn tôi. Thu Nguyệt, Khang Diễn đúng là một người đàn ông tốt. Cô nhất định phải trân trọng anh ấy. Cả đời này tôi theo anh ấy chắc rồi. Nếu như còn phụ lòng anh ấy nữa thì trời đất bất dung. Đừng nói vậy. Liên Tâm, cảm ơn cô. Cảm ơn cô giữ bí mật này giúp tôi. Nhưng mà đợi sau khi tôi đi, Triệu Thông có thể sẽ nhắm vào cô. Con người hắn thật sự vô cùng xấu xa. Tôi rất lo cho cô. Tôi hiểu, cô yên tâm đi. Tôi biết đối phó với hắn thế nào. Ngược lại là cô, đừng chậm trễ nữa. Hai người nghĩ kỹ rồi nhất định phải đi sớm, tránh để anh ta đến tìm cô. Khang Diễn không buông bỏ lớp dạy ban đêm. Đợi sau khi buổi lễ trong trường kết thúc sẽ lập tức đi. Chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc. Cô Trương, sao giờ cô mới tới? Tôi đợi cô cả đêm rồi. Ngồi xuống, uống một ly cùng với tôi đi. Sao anh vào được đây? Đặt công nơi loạn lạc, phá cửa đi vào, không phải chuyện nhỏ sao? Anh ra ngoài mau. Được, tôi cút còn không được sao? Nhưng tôi lại thay đổi chủ ý rồi. Liên Tâm, cô đẹp thật, chỉ có điều là tính khí không tốt lắm. Nhưng mà không sao, sau này tôi sẽ dạy dỗ cô thật tốt. Đi đi, nằm mơ. Lúc trước tôi thương Hoa Tuyết Ngọc thả cô đi, cô còn tưởng cô là con mèo bệnh sao? Là cô xúi dục Thu Nguyệt, cứ cô ấy rời xa tôi đúng không? Khiến tôi bây giờ cô đơn quá. Nếu như cô muốn làm người tốt, vậy được thôi. Tôi thành toàn cho cô. Cô thay thế vị trí của ấy, xem bây giờ ai tới cứu cô. Tôi tự cứu mình. Cô Trương, cô muốn làm gì? Cô đừng làm bừa. Anh đột nhập nhà dân, tôi có giết chết anh. Cùng lắm cũng chính là phòng vệ chính đáng. Anh còn dám sỉ nhục tôi, cho dù có đổi cả nửa đời sao, tôi cũng phải khiến anh chết cùng. Liên Tâm, cô sẽ hối hận đó. Tôi đảm bảo cô tuyệt đối sẽ hối hận. Đi. Trùng Dương, em sợ quá. Tôi nói cậu biết, cậu không xong với tôi đâu. Thật không sai gì. Bỏ đi, bỏ đi. Cậu cũng không đánh lại người ta. Tôi cảm thấy chúng ta cứ như vậy đi. Đúng vậy, họ nhiều người. Trùng Dương, các anh em sao vậy? Đừng nhắc nữa. Cái tên khốn cá trạch đó đúng thật không phải là người. Bình thường gạt tiền xương máu của mọi người cũng thôi đi. Con trai của lão Dương bị bệnh, đi mượn tiền của cá trạch, kết quả không lấy được tiền, còn đánh cậu ấy một trận. Bỏ đi. Ai bảo cá trạch nhiều người? Chúng hất phân lên đầu chúng tôi. Người làm công không phải là người à? Đúng, người làm công không cần ăn cơm sao? Mấy người nhà tôi còn đang đợi tôi kiếm cơm về nữa. Các anh em, đi theo ông.
Đi, đi. Các anh em, hôm nay ông đây dẫn mọi người đi giành bến tàu. Nếu thắng thì nơi này là của chúng ta. Được, đi. Trùng Dương, con đường đó là con đường chết. Anh tuyệt đối đừng đi tìm cái chết. Các anh em, có chịu được cảnh bị người ta đi ngoài trên đầu không? Không chịu được, vậy thì phải sống cho giống người. Đi. Trùng Dương, Trùng Dương. Cậu dẫn theo đám nghèo xác xơ này muốn làm gì? Còn phải hỏi sao? Danh bến tàu. Giết. Trùng Dương, Trùng Dương, em làm gì ở đây vậy? Anh quên, anh từng hứa với em rồi sao? Theo em về. Mặc kệ anh. Mà quay lại. Được, được. Bến tàu, mỗi người một nửa. Cảm ơn. Thank you.
Em mắng anh đi. Chúng ta tới Nam Dương đi. Số tiền này đủ rồi chứ? Không được. Chút tiền này sao đủ? Chỉ đủ một người thôi. Hai người. Tiền xương máu mấy năm còn không đủ để mua hai vé thuyền đến Nam Dương. Đáng tiếc. Cậu lấy đồng xu đúng không? Chẳng lẽ cậu không xem báo à? Ngày 13 tháng 11 năm 1935, chính phủ quốc dân thực thi cách tiền bạc. Là sao? Cũng có nghĩa là chính phủ không cho phép dùng tiền xu nữa, chỉ có thể dùng tiền giấy thôi. Bây giờ dùng tiền xu là phạm pháp đấy. Đây là đồng xu thật, tôi đặc biệt đi đổi đấy. Ông đừng có lề mề. Ông nói tôi biết. Có thể đưa chúng tôi đi Nam Dương không? Không có cửa. Đợi đó cho ông. Bốn tệ, ít nhất là bốn tệ. Nhà tôi đang vội dùng tiền. Đổi nội bộ phải thu tiền trung gian bốn tệ, ít nhất là bốn tệ. Chồng tôi đang đợi tiền mua thuốc. Ba tệ được rồi. Cậu đến làm gì? Liên quan gì tới cậu? Đương nhiên, liên quan đến tôi rồi. Đổi tiền cho họ trước đi. Số còn lại thuộc về tôi. Tôi cũng không biết cậu mắc gì phải đổi cho cậu. Đổi không? Đổi. Đổi. Có bao nhiêu đây thôi? Chỉ có nhiêu đây thôi à? Mau đổi đi, mau. Đổi cho tôi trước đi. Chị đổi bao nhiêu? 20. 20. Cảm ơn. Chị lấy nhiều một chút. Cảm ơn, cảm ơn. Sớm ngày bình phục nhé. Tôi đổi 15. Đây, cảm ơn. Cảm ơn. Tiền cậu không phải giả đó chứ? Nếu mà cậu không tin, vậy thì cậu ra quầy đi. Ông chủ. Đây chính là tiền giả. Cậu bị gạt rồi. Sao ông biết? Tay tôi kiểm tra tiền đến bị chay rồi. Sao lại không biết chứ? Nhìn xem. Đây mới chính là tiền giấy thật. Tiền thông hành bây giờ của chính phủ quốc dân. Ông gạt tiền tôi đúng không? Tình khốn nhà ngươi, tao đã thấy mày không phải là hạng vừa lâu rồi. Đánh đi. Trả tiền. Trả tiền mau. Trả tiền đi. Trả tiền đi. Trả tiền.
Tên có sầu đó gạt tiền của tôi. Ông ấy đâu? Chạy đi đâu rồi? Trả tiền. Thu Nguyệt, sao cô lại về rồi? Tôi có chút đồ để cô ở đây. Chào chị Thu Nguyệt. Không phải ở văn phòng của bộ phận tiêu thụ sao? Không có, ở phòng họp. Tôi lên trên trước đây, lát nữa đến tìm cô nhé. Được, lát nữa xuống. Cô Mai. Á Nam. Thu Nguyệt về rồi sao? Lúc nãy nhìn thấy cô ấy, tôi còn tưởng cô ấy về quê kết hôn rồi. Kết quả cô ấy nói để quên đồ ở phòng họp. Kỳ lạ lắm. Lúc nãy tôi thấy Đặc Phái Diên Triệu cũng lên sân thượng phòng họp. Không phải là hai người họ có chuyện gì đó chứ? Anh biết em sẽ đến. Ảnh khỏa thân như thế này, chỗ anh còn nhiều lắm. Niềm vui duy nhất của anh chính là chia sẻ với người khác. Số hình này xem một mình đúng là quá đáng tiếc. Phải chia sẻ cho mọi người mới thú vị. Vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Em nói xem có đúng không Thu Nguyệt? Cậu xin anh. Cầu xin anh, tha cho tôi đi. Tôi muốn rời khỏi Cẩm Dinh, rời khỏi Thượng Hải. Cầu xin anh cho tôi một con đường sống. Thu Nguyệt à, xem em kìa. Em biết không, những bức ảnh thế này anh sẽ tặng cho bạn trai em một bộ miễn phí. Em nói xem có được không? Anh từng nói, chỉ cần tôi nghe lời anh tuyệt đối sẽ không nói với người khác mà. Chẳng lẽ tôi nghe lời anh như vậy chưa đủ sao? Em nghe lời lắm mà. Em đừng tưởng tôi không biết. Em muốn cùng tên đó cao chạy xa bay. Tôi nói cho anh biết, trước giờ toàn là tôi bỏ gái, chứ chưa từng có gái bỏ tôi. Em làm như vậy đúng là không muốn sống nữa. Triệu Thông, anh làm như vậy, anh đừng có ép cô ấy. Liên tâm, không sao. Ép cô ta. Cô Trương, cô đúng là ngây thơ quá. Có khi nào mà tôi ép cô ta chứ? Hoàn toàn là cô ta tự nguyện. Không tin thì hỏi cô ta xem. Thu Nguyệt, Liên Tâm, vì muốn nhà công ty Cẩm Dinh nên đã đi mua học lực giả, lại bị anh ta phát hiện. Nắm thớp của tôi không buông. Tôi không muốn bị anh ta nói ra. Tôi không muốn phá hủy tiền đồ của mình. Cô ngốc vậy sao? Được rồi, không sao. Nhưng hôm nay tôi tuyệt đối không nhịn nữa. Triệu Thông, tôi nói cho anh biết, tôi đã không còn là Thu Nguyệt lúc trước. Tôi là vợ của Khang Diễn. Cả đời này tôi không phụ lòng anh ấy. Muốn làm cô gái trinh khiết sao? Được thôi. Cô Trương, nếu mà cô đồng ý thay thế cô ấy, tôi thật sự có thể cho cô ấy một cơ hội. Đừng,
Đừng quan tâm anh ta. Không quan tâm tôi. Không quan tâm tôi. Không quan tâm tôi sao? Được, cô không quan tâm tôi, anh trả đi. Thu Nguyệt, nhìn kìa, có người nhảy lầu rồi. Có người nhảy lầu rồi. Có người nhảy lầu rồi, sao vậy? Mai Thu Nguyệt nhảy lầu rồi. Là chị Thu Nguyệt. Là chị Thu Nguyệt. Thu Nguyệt. Chị Thu Nguyệt. Thu Nguyệt. Thu Nguyệt. Thu Nguyệt. Thu Nguyệt. Mau nhặt ảnh đi. Thu Nguyệt, dưới quê đã gửi thư lên. Họ đã giúp chúng ta xây xong nhà kết hôn. Tới lúc đó, ban ngày anh dạy học, tối đến về nhà sớm nấu cơm cho em. Em muốn ăn gì thì anh nấu cho em ăn. Còn nữa, hôm nay anh chọn một chiếc nhẫn cho em. Không biết em có thích hay không. Hứa danh chỉ cần đeo trên người, cho dù người ta nói như thế nào, nghĩ thế nào, thì em mãi mãi là vợ của anh. Cậu à, cậu tìm con. Con nhìn con xem, nhìn con đi. Tới cả Nam Kinh cũng nhận được bức thư này. Cậu à, đây là vu khống hãm hại. Được rồi, mấy chuyện đó của con ta không rõ sao? Chỉ vì một người phụ nữ mà tới cả ta cũng mất hết mặt mũi. Lập tức tìm người viết thư đó ra, mặc kệ dùng thủ đoạn hay cái cớ gì, xử lý chuyện này thật tốt. Sau này đừng gây rắc rối cho ta nữa. Thư giúp đỡ
dưới trướng của chính phủ quốc dân lại có quan viên dung túng cho con cháu mình làm việc ác, lấy việc công làm việc riêng, mượn quyền trong tay ép dân lương thiện phải chết, Khang diễn. Theo như bố biết, rất nhiều quan viên cấp cao đều nhận được bức thư này. Trong thư chỉ rõ tên Triệu Thông, người bạn này của con rất nguy hiểm, Lâm Hữu Danh sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Con đi đâu vậy? Đi tìm cậu ta. Các bạn, nhìn thời cục hiện giờ, đế chế đã được phế bỏ, nhưng tội ác vẫn còn tồn tại. Tôi hy vọng, bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi người nhất định phải bắt đầu làm một người có chính nghĩa. Hơn nữa, phải có dũng khí bảo vệ chính nghĩa. Hay lắm, hay lắm. Chính là hắn. Các người xúi dục học sinh gây chuyện, bắt lại. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Buông tay. Sao lại bắt người chứ? Đừng động vào tôi, tránh ra. Sao các người lại bắt tôi vậy? Tại sao à? Cậu tụ tập mọi người đặt điều, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc phản cộng loạn lạc. Còn nữa, đứng yên, buông ra. Tôi nghi ngờ cậu có tư tưởng cấp tiến hủy hoại đảng quốc dân. Là một thành viên đảng Cộng sản không hơn không kém. Nói bậy, nói bậy. Anh có chứng cứ gì không? Thả thầy của chúng tôi ra, thả ra. Chỉ cần phản đối cuộc nổi dậy của đảng Cộng sản thì anh sẽ có tội danh thông đồng. Đây còn là quốc dân không? Có còn tư pháp gì không? Đứng dậy, kháng nghị, kháng nghị. Dẫn đi, kháng nghị. Cút đi. Sao đánh người vậy chứ? Đánh người rồi. Cậu dám nổ súng? Khang Diễn, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Lão đại, bình tĩnh. Cậu làm gì? Tôi bắt cậu. Bắt tôi. Hôm nay chúng tôi là hành động đặc biệt phản Cộng sản. Với những kẻ tình nghi Cộng sản này, tha giết nhầm 100 còn hơn tha một người. Có chứng cứ gì chứng minh Khang Diễn thông đồng Cộng sản chứ? Dựa vào đâu mà cậu nổ súng giết người? Tôi muốn cậu nợ máu trả máu. Cậu bắn đi. Cậu đứng trước mặt đám học sinh, trước mặt cậu giết tôi chết. Muốn bắt tôi đúng không? Bắt đi. Tôi muốn trở về với cậu xem thử cậu có thể làm gì được tôi. Các anh em, để súng xuống. Chúng ta đi theo Hà Thiên. Không, đi theo thám trưởng Hạ một chuyến. Dẫn về hết. Đi. Đi. Đây. Đứng dậy, đứng dậy. Họ Hạ kia dám tính kế tôi. Hay lắm. Đi, cậu nhớ kỹ, mối thù này tôi nhất định sẽ trả. Cậu đợi đó. Xin lỗi. Xin lỗi. Đi. Đi mau đi. Còn đứng đó làm gì? Mở ra cho ông. Đi mau. Tránh ra.
rời ra. Chú Đức, có chuyện gì? Giám sát trưởng Hà đã ký giấy phóng thích, cơ chúng tôi thả hắn. Lý do thì sao? Lâm Hữu Văn là cậu của hắn ta, còn không đủ nữa sao? Một thám trưởng nhỏ bé mà dám bắt ông đi. Được, tôi nói cậu biết, thời kỳ đặc biệt, tổng bộ đặc vụ của chúng ta giải quyết hai tiểu dân tại chỗ giống như giết hai con kiến vậy. Pháp luật gì, cảnh sát gì, chỉ là vật trưng bày của chính phủ quốc dân mà thôi, hiểu không? Nói lại lần nữa xem. Nói cả vạn lần thì đã sao? Không phải cậu cũng giống như tôi sao? Cậu dựa vào bố mình, tôi dựa vào cậu mình. Cậu tôi và bố cậu nằm trên sợi dây. Cho nên đừng ai đắc tội với ai, hiểu không? Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải, bạn là một thành phố không ngủ. Đừng, Thu Nguyệt, đừng. Cho dù xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Em vẫn còn người đợi em, bảo vệ em. Em không kiên cường thì ai kiên cường? Phải mạnh mẽ từ trong nội tâm. Tự tin và tài hoa của em chính là vũ khí lớn nhất đánh bại được đối thủ. Tặng cho em. Anh tin em nhất định sẽ dũng cảm hơn. Ở đâu? Ở đâu? Cô Trương nhìn ở đây. Nhìn đây, xin hỏi cô Trương Liên Tâm có thể nói về tin đồn gần đây của công ty Cẩm Vinh không? Thân là trợ lý trẻ nhất của Cẩm Vinh, lại là bạn thân của người chết. Cô hãy nói về bi kịch của cô ấy đi. Anh tin em sẽ dũng cảm đối diện với những điều này. Mai Thu Nguyệt là một cô gái lương thiện. Bi kịch của cô ấy không phải là một tin tức xấu gì, mà bị người ta hại. Tôi sẽ không nói gì thêm. Nếu như công tử Hạ nổi tiếng bến Thượng Hải đây, chi bằng hai người chụp bức ảnh chung đi. Đúng vậy, chụp chung đi. Đúng vậy, cảm ơn. Nhìn bên này, cười một cái. Cảm ơn. Chụp thêm đi, thêm tấm nữa. Được, cảm ơn. Bình Nhi, nếu như em ở cùng một người đàn ông khác, anh chỉ định phá hủy em thôi.